Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được ban biên tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới. Sau đây là thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 30 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, báo South China Morning Post SCMP ngày thứ Sáu đưa tin, ít nhất 132 người từ 8 tuổi đến 94 tuổi phải nhập viện ở Hồng Kông sau khi đặc khu này hứng lượng mưa lớn nhất trong lịch sử, gây ra lũ lụt trên diện rộng chỉ trong vòng một đêm. Đến 16 giờ 45 phút chiều thứ Sáu theo giờ địa phương, Hồng Kông hủy cảnh báo mưa lũ sau khi hạ cảnh báo mưa từ màu đen xuống màu hồng phách, thấp nhất trong hệ thống 3 cấp. Vào lúc 15 giờ 40 phút cùng ngày, cảnh báo mưa màu đen được ban hành vào tối thứ Năm, lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2021, dẫn nguồn báo người lao động. Cơn mưa gió xả kéo dài đến sáng thứ Sáu, cũng buộc các điểm kiểm soát tại Hyeongwanmae và Kamtoko, văn phòng nhập cư, tất cả các phòng khám công cộng và cơ quan bưu chính của Hồng Kông phải đóng cửa. Các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy cảnh đường phố Hồng Kông biến thành dòng nước lũ cuồn cuộn. Hồng Kông, Trung Quốc ghi nhận lượng mưa theo giờ cao nhất trong lịch sử 140 năm qua. Cơ quan thời tiết Hồng Kông cho biết lượng mưa trong khoảng thời gian từ tối thứ Năm đến nửa đêm ngày thứ Sáu theo giờ địa phương đạt 158,1 mm. Con số này lên tới ngưỡng hơn 200 mm trên đảo chính của Hồng Kông là Cửu Long và khu vực phía đông bắc của Tân Giới. Trong khi đó, tất cả các trường học, một số ga tàu điện ngầm và văn phòng ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc cũng đóng cửa hôm thứ Sáu. Do ảnh hưởng của tàn dư của cơn bão Hải Quỳ gây mưa lớn kỷ lục, cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết mưa lớn sẽ tiếp tục đến sáng thứ Bảy tại khu vực miền Trung và Tây Nam tỉnh Quảng Đông. Hãng tin Tân Hoa Xã cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Thượng Trí, tỉnh Hắc Long Giang, nơi bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt hôm thứ Năm. Ông đã đến thăm cánh đồng lúa và xem xét việc sửa chữa nhà cửa và cơ sở hạ tầng. Ông Tập nhấn mạnh chính phủ sẽ nỗ lực hết mình để hỗ trợ khu vực bị ảnh hưởng. Báo Tiền Phong cho biết thêm, hoàn lưu của bão Hải Quỳ gây mưa lớn và ngập úng, khiến các thành phố của tỉnh Phúc Kiến phải tạm dừng các tuyến giao thông, đóng cửa trường học và sơ tán hàng chục nghìn người. Cụ thể, truyền thông Trung Quốc đưa tin, bão Hải Quỳ đã đổ bộ vào khu vực ven biển của tỉnh Phúc Kiến vào sáng sớm ngày thứ Ba, kèm theo mưa lớn và gió mạnh. Đài khí tượng Trung ương cho biết, lượng mưa lần này cao hơn so với cơn bão Doksuri quét qua tỉnh Phúc Kiến vào cuối tháng 7. Gần 50 hồ chứa được cảnh báo đã vượt qua giới hạn lũ, ảnh hưởng của mưa lớn khiến hệ thống thoát nước bị quá tải, nhà cửa, xe cộ ngập trong nước. Cơ quan dự báo quốc gia cho biết, thành phố Phúc Châu đã ghi nhận lượng mưa tích lũy lên tới 554 mm vào thứ Ba và thứ Tư, với lượng mưa kỷ lục 1 giờ gần 150 mm. Bên cạnh đó, cũng ghi nhận thấy tình trạng cây cối đổ ngang, nhiều ngôi nhà bị tàn phá nặng nề. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn đi lại cho hành khách, bắt đầu từ 6 giờ 30 phút ngày thứ Tư, tất cả các chuyến tàu điện ngầm ở Phúc Châu sẽ đóng cửa, đình chỉ dịch vụ tàu hỏa và đóng cửa các trường học. Hiện tại, chỉ số chống bão của tỉnh Phúc Kiến duy trì ở cấp độ 3. Đài quan sát khí tượng tỉnh Phúc Kiến đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở Ninh Đức, Phúc Châu, Phủ Điền, Tuyền Châu, Hạ Môn, Trương Châu và Long Nham ở Phúc Kiến. Chính quyền tỉnh yêu cầu các địa phương chuẩn bị sơ tán người dân khỏi các khu vực có khả năng bị ảnh hưởng nặng nề. Sáng sớm ngày thứ Ba, bão Hải Quỳ đã hai lần đổ bộ vào hai tỉnh của Trung Quốc đại lục. Hiện đã có 5 người mất tích do mưa lớn của bão gây ra. Trước đó, cơn bão này cũng đã đổ bộ hai lần vào đảo Đài Loan, khiến 130 người bị thương và hàng trăm ngàn gia đình mất điện, thông tin từ báo điện tử VOV. Theo thông tin từ Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc EMC, vào khoảng 5 giờ 20 phút sáng thứ Ba theo giờ địa phương, bão Hải Quỳ đã đổ bộ vào bờ biển huyện Đông Sơn, tỉnh Phúc Kiến, miền đông nam nước này. Khi đổ bộ, sức gió tối đa vùng gần tâm đạt cấp 8. Ngay sau đó, khoảng 6 giờ 45 phút, cơn bão này lại đổ bộ dọc bờ biển huyện Nhiêu Bình, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, cùng với sức gió cao nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 khi đổ bộ. Do ảnh hưởng của bão, ngày thứ Hai, một số khu vực ở tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông và đảo Đài Loan đã có mưa to đến rất to. Thành phố Phúc Châu, thủ phủ tỉnh Phúc Kiến và phía đông Đài Loan có nơi lượng mưa lên tới 261-382 mm. Do tốc độ hoàn lưu còn sót lại của bão di chuyển chậm, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông sẽ liên tục có mưa lớn, lượng mưa tích lũy lớn và mang tính cực đoan, do vậy cần đề phòng thiên tai thứ cấp do mưa gây ra.
Trong đó, theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, bão gây mưa xối xả ở thành phố Phúc Châu đã khiến một chiếc xe cứu hỏa bị rơi xuống sông ở huyện Vĩnh Thái. Tại đây, vào lúc sáng sớm ngày thứ ba, bên trong xe có 8 người. Tính đến 5 giờ 30 phút cùng ngày, 3 người đã được cứu sống. Hiện vẫn còn 5 người mất tích. Chính quyền Phúc Châu cũng đã yêu cầu các cấp học từ mầm non, tiểu học đến trung học trong thành phố nghỉ học trong ngày thứ ba, sau khi cơ quan khí tượng tại đây phát đi cảnh báo màu đỏ, mức nghiêm trọng nhất trong hệ thống cảnh báo thiên tai. Từ chiều ngày thứ hai, nhiều thành phố khác ở Phúc Kiến như Hạ Môn, Trương Châu, Tuyền Châu cũng phải cho học sinh nghỉ học. Hàng trăm tuyến giao thông đường bộ và đường thủy đã phải ngừng hoạt động. Trước đó, bão Hải Quỳ đã đổ bộ vào phía đông nam Đài Loan chiều Chủ nhật, sau đó tiếp tục đổ bộ lần hai vào thành phố Cao Hùng ở phía tây nam hòn đảo vào sáng thứ hai, trước khi đi vào eo biển Đài Loan. Đây là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào vùng lãnh thổ này kể từ tháng 8 năm 2019. CCTV cho biết đến nay bão Hải Quỳ đã làm 128 người ở Đài Loan bị thương, hơn 260.000 hộ gia đình bị mất điện. Tính đến tối ngày thứ hai, vẫn còn hơn 15.000 hộ chưa có điện trở lại. Mưa dông, gió giật do bão gây ra đã làm thiệt hại nghiêm trọng cho các loại nông sản như mãng cầu, chuối, bưởi ở huyện Đài Đông trên hòn đảo này. Theo thông tin từ báo Lao động, hãng tin CNA của Đài Loan cho hay, khi cơn bão Hải Quỳ đang di chuyển đến Đài Loan và dự kiến đổ bộ gần Đài Đông, chính quyền địa phương ở Hoa Liên, Đài Đông, Gia Nghĩa, Bình Đông, Đài Nam và Cao Hùng ngày thứ Bảy đã thông báo các văn phòng và trường học đóng cửa vào ngày Chủ nhật. Cục Thời tiết Trung tâm Đài Loan CWB trước đó dự báo lượng mưa tích lũy từ cơn bão Hải Quỳ sẽ đạt 600mm vào ngày Chủ nhật. Chính quyền quận Hoa Liên bắt đầu sơ tán tổng cộng 4.400 người ở các khu vực miền núi của các thị trấn Phan Binh, Xilin, Wanrung và Chu Si, nơi có thể xảy ra lở đất. Trong khi đó, chính quyền quận Gia Nghĩa thông báo sẽ sơ tán tất cả khách du lịch vẫn còn ở khu giải trí rừng Alisan, nơi đã được coi là khu vực nguy hiểm. Chính quyền quận cho biết cũng sẽ triển khai quân sự ở lối vào để ngăn chặn người dân vào khu vực. Hơn 19.000 nhân viên quân sự với các thiết bị hạng nặng như xe đổ bộ tấn công, thuyền cao su bơm hơi và máy bơm được triển khai ở miền Nam và miền Đông Đài Loan, nơi bão Hải Quỳ dự kiến có tác động nặng nề nhất. Cục Thời tiết Trung tâm Đài Loan cũng đã bổ sung phần phía bắc eo biển Đài Loan vào vùng cảnh báo trên biển, ban đầu bao gồm các khu vực phía đông bắc và đông nam Đài Loan, cũng như phần còn lại của eo biển Đài Loan và eo biển Ba Sĩ. Trong khi đó, các mô hình dự báo bão của trang Crisis 24 chỉ ra rằng cơn bão sẽ mạnh hơn nữa khi di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc qua biển Philippines. Hải Quỳ tiếp cận gần quần đảo Ishigaki của tỉnh Okinawa, Nhật Bản trước khi đổ bộ vào miền Bắc Đài Loan vào ngày Chủ nhật. Sau khi đổ bộ, hệ thống này có thể suy yếu nhanh chóng và đi vào eo biển Đài Loan vào cuối ngày Chủ nhật. Hải Quỳ sẽ suy yếu hơn nữa thành bão nhiệt đới trên eo biển Đài Loan trước khi đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc vào đầu ngày thứ ba. Bão có thể sẽ tan ở khu vực miền Trung của tỉnh Phúc Kiến vào đầu ngày thứ tư. Tuy nhiên, dự báo đường đi và cường độ của bão Hải Quỳ vẫn chưa chắc chắn và có thể thay đổi đáng kể trong những ngày tới. Trong khi đó, bão Sao La đã quét qua miền Nam Trung Quốc hôm thứ Bảy, sau khi đốn ngã cây cối và làm vỡ nhiều cửa sổ ở Hồng Kông, Trung Quốc, mặc dù thành phố lớn này đã tránh được đòn tấn công trực tiếp đáng sợ từ một trong những cơn bão mạnh nhất khu vực trong nhiều thập kỷ. Theo Reuters, hàng chục triệu người ở các khu vực ven biển đông dân cư ở miền Nam Trung Quốc đã trú ẩn trong nhà vào ngày thứ Sáu trước khi bão Sao La đổ bộ. Bão Sao La khiến Hồng Kông phải ban hành cảnh báo bão cấp độ cao nhất vào ngày thứ Sáu. Cấp này chỉ được ban hành 16 lần kể từ Thế chiến II. Cảnh báo bị hạ cấp vào ngày thứ Bảy. Sau khi cơn bão đi qua thành phố không có báo cáo về thương vong và đang hướng tới các khu vực ven biển của Trung Quốc đại lục, nhưng chính quyền cảnh báo người dân vẫn cần đề phòng gió mạnh và nước dâng do bão. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, sau khi di chuyển vào vùng ven biển phía tây nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, bão Sao La, bão số 3 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Thưa quý vị, mưa lớn tiếp tục, đài quan sát đã phát tín hiệu cảnh báo mưa bão đỏ vào lúc 5 giờ 55 phút sáng ngày 29 tháng 9. Nhiều nơi ở Taiwan bị ngập nhưng nhiều công nhân vẫn phải đi làm trong cơn mưa. Một người hàng xóm chia sẻ video ghi lại cảnh một chiếc xe buýt gặp lũ khi đang chạy dọc đường Tài Tâm. Nước bùn tràn ra đường dọc theo sườn đồi khiến xe buýt phải lội nước. Hành khách chỉ biết thở dài cay đắng, như thể đi xe buýt đã trở thành đi thuyền. Sáng nay, một người hàng xóm ở Taiwan đã chia sẻ video lên nhóm Facebook cho thấy một chiếc xe buýt đang chạy dưới trời mưa khi đến đường Tài Tâm gần Linh Man Estate.
thì gặp lũ lụt và phải giảm tốc độ ngay lập tức để đảm bảo an toàn. Có thể thấy trong video do mưa chưa tạnh nên xe buýt đã bật nước để làm sạch nước mưa trên kính chắn gió khi đang chạy xe. Trên đường còn có nước, nước sẽ bắn tung tóe khi có xe chạy qua. Khi xe buýt chạy đến đường Tài Tâm, một lượng lớn nước bùn tiếp tục tràn ra khỏi con mương bên phải sườn đồi. Mặt đường bỗng trở nên sình lầy, nước sâu bằng nửa bánh xe. Xe đi chậm lại để tránh hỏa hoạn. Hành khách trên xe đứng ở đầu xe nhìn thấy xe lội nước, khung cảnh như chuyển từ xe sang đi thuyền. Nhiều người hàng xóm xem video không khỏi bất ngờ trước sức tàn phá khủng khiếp của trận mưa đó. Than thở rằng họ đã gặp bão và mưa lớn suốt 3 tuần liên tiếp, thậm chí còn đùa rằng 500 năm mới có một lần, như thể đó đã trở thành chuyện thường ngày. Một số người hàng xóm cũng nhiệt tình nhắc nhở rằng vị trí sườn đồi có thể nguy hiểm sau những trận mưa lớn, đồng thời kêu gọi mọi người chú ý hơn. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.